Vâng, xin chào các bác đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội. Các bác thân mến, thì hiện tại chúng tôi đang để có thể chào bán hàng loạt những cái mẫu xe gầm cao đang có mặt tại BK Hà Nội. Đây các bác nhìn này. Mẫu xe đầu tiên chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2019, màu bạc, đi có 4.000 cây thôi các bác nhá. Đi có 4.000 cây thôi. Đấy, 2019 đi có 4.000 cây, quá mới. Đấy, con này thì đang chào bán với mức giá là 969 triệu đồng. Giá thì thời điểm này nếu bác nào mà quan tâm thì có thể giảm được vài chục. Bác nào mà quan tâm đến Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất tại Indonesia, nhập khẩu nguyên chiếc, đi có 1,4 vạn, thì các bác đến với màu xám này đang chào bán với mức giá là 868 triệu, nhưng mà thời điểm này thì có thể giảm được cũng vài chục triệu các bạn nhé. Đấy, ngoài ra thì có Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2016 tư nhân một chủ đầu biển Hà Nội, đang chào bán là 828 triệu đồng các bạn nhé. Ngoài ra thì có Fortuner cũng máy xăng số tự động 2016 màu đen. Đấy, cũng đang chào bán 828 triệu đồng. Giá thì có thể thương lượng được. Camry 3.5Q 2010 đang chào bán nhiều 500 một tí các bạn nhé. Ngoài ra thì có Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn, sản xuất năm 2017, đang chào bán ở mức giá là 785 triệu. Đấy, giá có thể thương lượng được. Bác nào quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525959. Ngoài ra có con Fortuner này thì có hơn 400 triệu thôi. 400 con này là máy dầu. Máy dầu một cầu số sàn các bác nhá. 2016 đang chào bán với mức giá là 679 triệu. Đấy, con Mercedes E250 BMW 780 triệu. Đấy, ngoài ra có Lexus này. Rồi rất nhiều những mẫu xe khác, RX350. RX350 các bác nhá. RX350. Con này đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 130 triệu. Giá thì có thể thương lượng được nha các bác nhá. Con nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525959. Ngoài ra thì có Toyota Land Cruiser Prado 2015, đăng ký 2016. Xe này thì tư nhân một chủ từ đầu. Đấy, do một bác doanh nghiệp lớn về xây dựng, bác ấy mua và đi chơi cho vui thôi. Xe này thì đang chào bán với mức giá nhô tỷ 6 tí. Ngoài ra có Hyundai Santa Fe ở phiên bản là máy dầu số tự động mà bản tiêu chuẩn, thì đây chẳng 2020 nhá, đi có 2,2 thôi, đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 055 triệu đồng. Giá thì có thể thương lượng được. Ngoài ra Fortuner máy dầu 2016. Đấy, bên cạnh đó thì có Ford Explorer, Ford Everest thì hiện tại đang còn 4 con. Ford Explorer đang còn 4 xe nữa. Ford Everest thì em đang có bản 2020. Đấy, đang chào hai cầu các bác nhá. Đấy, hai cầu đang chào bán với mức giá cũng khá hợp lý. Bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525989. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn.